Chắc là mày rất bất ngờ khi mà tao làm clip này cho mày hả Cường? Nhưng mà tao chỉ muốn nói một lần chuyện của mình cho xong thôi. Tính của tao thì nếu không thích ai đó thì không nói đến họ, cũng không động gì đến họ cả, xem như không có mặt trên đời vậy đó. Nhưng mà tao không hiểu vì sao hết lần này đến lần khác mày cứ động chạm đến tao. Ok, chơi cũng được, nhưng mà đừng chơi lén như vậy. Đừng thấy người ta sơ hở xong rồi chơi lén xong rồi lủi mất. Tao nghĩ như thế không hay. Mày còn bố mẹ đúng không? Nếu như bố mẹ không thể bảo ban mày á, thì để tao giúp. Tao nghĩ thứ như mày không thể nào hiểu được tiếng người đâu, nên tao sẽ chỉ hành động thôi. Tại vì tao đã nhịn mày quá nhiều rồi. Nhưng mà cái việc trưa nay tao nằm ngủ và mày bò ngang mặt của tao rồi lủi đi mất là một điều cực kỳ mất dạy. À mọi người, tên của nó là Tiểu Cường và tên tiếng Việt của nó là Gián. Ok, mày có thể chạy đi, lúc đấy tao đang buồn ngủ, tao không tìm ra mày. Nhưng mà rồi tao sẽ tìm ra được nhà của mày. Và với cái thứ vũ khí sinh học hạng nặng này thì cả họ hàng hang hốc nhà mày sẽ nằm dưới chân của tao. Tao hứa luôn. Mày chờ tao đấy nhá. Nhá.